Chân như của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tánh của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tướng của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như, tự tánh, tự tướng của trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc động, hoặc trụ, bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Bản tánh của Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Trần như của Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tánh của Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tướng của Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như, tự tánh, tự tướng của Bồ Tát, Pháp Bồ Tát, hoặc động, hoặc trụ, bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, Bồ Đề, Phật Đà, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Bản tánh của Bồ Đề, Phật Đà, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Chân như của Bồ Đề, Phật Đà, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tánh của Bồ Đề, Phật Đà, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tướng của Bồ Đề, Phật Đà, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như, tự tánh, tự tướng của Bồ Đề, Phật Đà, hoặc động, hoặc trụ, bất khả đắc. Lại nữa thiện hiện, hữu vi vô vi, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Bản tánh hữu vi vô vi, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Chân như hữu vi vô vi, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tánh hữu vi vô vi, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Tự tướng hữu vi vô vi, không đến, không đi, cũng lại không trụ. Vì sao? Vì bản tánh chân như, tự tánh, tự tướng của hữu vi vô vi, hoặc động, hoặc trụ, bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, do nghĩa như vậy, nên nói cũng như hư không, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không trụ, có thể thấy. Hết quyển thứ 494.